Chào mừng em đã quay trở lại với tập kho của Win. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng kính áp tròng sân bài thế hệ mới của 2022 anh em nhé. Cái kính này thì nó sẽ là một cái kính hoàn toàn khác so với kính ngày xưa với công nghệ mới và cách sử dụng nó vẫn như thế thôi, nhưng mà nó sẽ có một số cải tiến và ưu điểm như là nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều và nó sẽ đeo nhẹ hơn cái kính ngày xưa rất là nhiều đấy. Đây chính là cái dòng kính hôm nay tôi giới thiệu cho anh em này, đó là kính xanh kính của Nhật anh em nhé, ở đây kính của Hàn Quốc xin lỗi đấy. Thì ngoài kính này chúng tôi có rất là nhiều loại kính để dành cho anh em chơi, như là kính gỗ này, kính gỗ hàng Mỹ này, kính nhôm hàng Mỹ này, kính của Nhật đây này, hộp nhỏ này, hộp xanh là của Hàn Quốc và kính VB hàng của Macau anh em nhé. Đấy, những cái dòng kính này thì nó sẽ giúp cho anh em mục đích chính là để anh em có thể nhìn được cái quân bài để anh em chơi đấy. Thì hôm nay tôi sẽ test thử cho anh em về cái dòng kính này, nó là hàng mới và tôi sẽ làm video luôn để giới thiệu cho anh em, để cảm cho anh em về chất lượng của nó anh em nhé. Đấy thì anh em này, trong hộp về anh em mua về sẽ có cái gì đầu tiên này, anh em sẽ có hai mắt kính hai bên này đấy. Tiếp theo nữa là bộ hộp dụng cụ cấp kính và để kính, và tiếp theo đây là một cái hộp để anh em để kính vào chơi anh em nhé, hộp nước bảo quản đấy, đây nước hộp bảo quản kính này. Đấy thì bây giờ tôi sẽ lấy thử ra cho anh em này. Cái kính này cách sử dụng của nó vẫn sẽ giống như kính trước thôi. Đây sẽ là cái kính của chúng ta này, hai cái này, hai bên mắt kính này. Đấy, tôi thử cho anh em xem luôn này, hai bên mắt kính này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây hai cái bên mắt kính này. Tôi sẽ để đây và sẽ đi về vấn đề chính anh em nhé. Đấy, hôm nay không nói nhiều, nhìn vào cái kính này. Anh em biết rồi, anh em đi chơi thì anh em chưa sánh chín thì hoàn toàn không thể chơi được. Ngày ngày xưa đánh sánh chín thì anh em có khả năng được, nhưng hiện tại thay đổi 5.0 rồi, anh em đánh mà không có công nghệ hỗ trợ thì anh em hoàn toàn là sẽ thua anh nhé. Vì bây giờ 100% người ta chơi người ta sẽ phải có phụ kiện đi theo đấy. Bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em này, có một kính ra nhé anh em nhé, cứ kính ra test thử cho anh em này, anh em nhìn nhé. Đấy, đây sẽ là kính đây rồi, tôi đã thả kính vào trong này nhé. Đấy, với cái màu kính của nó thì nó sẽ được làm giống như cái màu kính của con người, màu mắt của con người của người Việt Nam ta anh em nhé, người Đông Nam Á. Đấy thì để kiểm chứng cho anh nhé, tôi sẽ kiểm chứng cho anh em qua một chiếc điện thoại này, qua camera điện thoại này để anh em có thể kiểm chứng được anh em nhé. Còn nếu mà tôi đeo vào mắt tôi thì anh em hoàn toàn không thể biết được, thì không có cái dẫn chứng nào để cho anh em tin tưởng cả. Chính vì thế tôi sẽ phải và cả nhà anh em nhé. Và để chơi cái kính này vẫn như thế thôi, vẫn là phải dùng bài kính anh em nhé. Bài thì được chúng tôi làm riêng để sử dụng kính anh em nhé. Nó sẽ về hình thức này, ngoại hình này nó sẽ giống y như bài trận đấy. Còn để phân biệt được bài kính và bài trận thì anh em sẽ phải đeo kính vào anh em mới biết anh em nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ lắp kính vào này, lắp kính vào điện thoại này để test thử cho anh em này, và tùng chút này, tùng chút này nhé. Đây là điện thoại này, tôi sẽ lắp một camera này. Đấy, kính này kính rất là mỏng, anh em lưu ý nhé, kính rất là mỏng này, là khi dùng anh em rất sức cẩn thận, tránh gây sức kính anh em nhé. Đấy, kính cực kỳ mỏng, rất là, vì nó rất là mỏng rồi rất là khó đeo, rất là khó sử dụng. Và khi mà anh em đã sử dụng rồi, đã đeo vào trong mắt rồi thì nó rất là dễ anh em nhé. Còn đây tôi để tay bên cạnh cho anh em xem nên là rất hơi khó. Nhưng đợi tôi một phút anh em nhé. Kính rất là trong. Đây là kính đời của 2021 này, thế hệ mới nhé. Rồi tôi sẽ mở camera hiện tại để mà ảnh thở nhé. Đấy thì đây sẽ là giao diện của anh em khi nhìn vào kính này. Đấy rất đơn giản anh em nhé. Còn đây bộ bài kính này tôi sẽ tháo lên và úp cùng một vài con cho anh em xem này. Ok nhé, và tôi sẽ để bài đây và so trực tiếp tặng anh em xem này. Đấy, anh em nhìn nhé. Rồi, nghe chưa? Để góc này nét này nhé, anh em nhìn nhé. Đấy, nhìn rất đơn giản, đây con 8 này anh em nhé, anh em nhìn rất là rõ. Đấy, tiếp này, đây con 7 anh em nhé. Đấy, rất đơn giản, anh em chỉ đeo vào mắt để anh em xem thôi, đeo giống như kính áp tròng bình thường thôi. Con 9 này, 6, tôi xin lỗi, tôi nhìn đấy, tổng nhạc anh em nhé. Đây là con 9 nha anh em nhé. Đấy, đây là con 9 đây. Tiếp con 2 này. Đấy,
rất đơn giản, xóa rất là nét và rất là êm mắt anh em nhé. Đấy, con ad này, đấy, và nó đã khắc phục được tất cả các cái nhược điểm cũ của cái kính cũ này, nó dày, nó sẽ rơi cộm mắt. Anh em mới đeo anh không thể đeo được, anh em phải đeo quen những kính ngày xưa, anh em phải đeo quen rồi đeo được. Nhưng cái kính này anh em mới đeo, anh em muốn đeo bình thường anh em nhé, con ca này. Đấy. Tiếp này. Đấy, đây là con 8 này. Đây con quy này, tôi xin lỗi anh em nhé, đây con quy nhé. Đấy. Đây, trả lại. Đây. Tôi sẽ sao lại bài. Ok trời dần. Rồi đặt xuống này. Và tôi soi cho anh em này. Đấy. Tiếp nhé, đây con 3 nhé. Lại này. Đây con 2 này. Đấy, soi rất nét đấy. Tiếp này. Con A này. Tiếp tục này. Đây con K. Đấy, anh em xem qua một vài Facebook, một số con bài tôi cho anh em thấy cái chất lượng kính rất là tốt. Đây anh em, rất là mỏng và rất là dễ sử dụng. Anh em sử dụng đeo vào anh em chơi và anh em có thể triển khai sử dụng cách dễ dàng rồi. Đấy, thì mọi chi tiết anh em liên hệ qua số hotline chúng tôi để trên màn hình, hoặc anh em có thể đến trực tiếp cơ sở của tôi. Cơ sở 1 sẽ là bến xe Mỹ Đình và cơ sở 2 sẽ là bến xe miền Đông Sài Gòn. Để anh em gần chỗ nào có thể qua chỗ đó để có thể test trực tiếp hàng và trải nghiệm về sản phẩm anh em nhé. Đến chúng tôi sẽ cho anh em thử. Đấy, anh em không ưng anh em có thể lấy đồ khác. Thì chúng tôi có rất là nhiều đồ như là áo đổi bài, ví đổi bài, điện thoại đổi bài. Chúng tôi có rất là nhiều để phục vụ cho anh em nhé. Thì anh em chỉ cần được gọi điện vào số line của tôi, tôi sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình về cách chơi, cách sử dụng ra sao để phù hợp nhất cho anh em nhé. Thì xin cảm ơn anh em đã xem video, chào tạm biệt anh em.